trời nhá. Quang cây xanh tốt thủng thủng luôn nhưng mà do bão gió đấy, chơi trụi quá. Vâng. Cái này mà thời tiết mưa là nước ở đây nó chảy gần như thác luôn. Vâng, mà dân thuyền nghề người ta làm biển quanh ở đây, người ta khi nào thời tiết mưa người ta sẽ đến đây, người ta lấy nước người ta sinh hoạt. Vâng. Hôm nay mỗi lần từ đây họ di chuyển vào bờ thì mất rất nhiều thời gian. Quá trời. Chiến trời. Đây, hôm qua có bão à. Ông gốc ở đây nó rất dai nhưng mà nó vẻ hỏng hết cây. Cá mập này, cá mập này. Cá xấu này, thấy chưa? Mắt nó thấy kìa, thấy chưa? Đấy. Đấy, đang nhìn đấy, phải ngoan nhá. Chiếc trời. Các bác ơi, ở trước mặt nhà mình đây là hoàn yên ngựa nhá. Các bác nhìn thấy nó giống một cái yên ngựa chưa? Đúng rồi. Yên ngựa dữ là yên ngựa có chui qua dữ được không? Ngày trước bọn em thì chạy nhưng mà là giống một cái đài sen đá, không ta chạy dữ hả? Đấy, do thiên nhiên ban tặng này, một cái đài sen đá. Vâng, và cái hình trắng trắng nằm ở sát cái góc núi này, đây là một nàng tiên cá đang nằm ngắm đài sen đấy, các bác nhìn tưởng tượng ra chưa? Đây, cái hình trắng trắng ở sát cái đài đây ạ. Từ cái đài sen hắt về bên phía bên tay trái này ạ. Đấy, trai cầm mấy ảnh mình chụp ảnh ấy, nhìn này nó đang nằm ấy, vâng, nó chống cửu tay để ngắm đài sen đấy ạ. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Cái đài sen. Đài sen. Đài sen yên ngựa. Vâng, đây là cái cảnh điểm cuối cùng, xuồng di chuyển rồi, dần dần xuồng sẽ di chuyển dần về khu vực tàu mình neo đậu. Và sau đó là tàu sẽ di chuyển hành trình đến điểm thứ hai là hang Thủng Sốt cho đoàn. Tí nữa anh đấy xuống anh sẽ kỷ niệm tặng nhà mình một cái vòng tròn hình đấu ở trên vịnh này để chúng ta sẽ được đi trải nghiệm thông qua tròn vòng hình điểm cùng nói ở vịnh Hạ Long. Nó vào với ông nào.